Kính thưa quý vị, chúng ta hay nói là có tật thì mới giật mình. Người Trung Quốc vẫn luôn tự hào rằng họ là một cường quốc và xem Việt Nam chỉ là một quốc gia láng giềng nhỏ bé. Chưa kể, đã có những lúc họ còn xem Việt Nam như một nước chư hầu, muốn hòa vào cùng một thể lúc nào cũng được. Thế nên, đứng trên quan điểm của người Trung Quốc mà nói, Việt Nam không đáng để Trung Quốc phải bận tâm. Vậy, nhưng thực tế thì sao? Câu chuyện thật sự lại hoàn toàn trái ngược. Nhất cử nhất động của Việt Nam thì luôn được Trung Quốc theo dõi và đem ra mổ xẻ. Mới đây nhất chính là sự kiện vào tối ngày 11 tháng 11 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhân cuộc điện đàm chúc mừng và đã mời Tổng thống mới đắc cử Hoa Kỳ là Donald Trump đến thăm lại Việt Nam. Động thái này ngay lập tức đã được người Trung Quốc đem ra để bàn luận. Và tiếp đó thì ngày 12 tháng 11 trên tờ Tencent của Trung Quốc đã đăng tải bài viết với tiêu đề Việt Nam mời Trump thăm, Trung Quốc cần cảnh giác. Và ý nội dung bài viết cho rằng do lo sợ chính quyền thế quan của Trump mà Việt Nam phải nhanh chóng mời Trump đến thăm để hy vọng Mỹ có thể để cho Việt Nam một con đường. Cùng với đó là thái độ hợp tác của ông Trump trong lời mời này có thể khiến Trung Quốc phải lo ngại trước mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam, khi nó có thể gây ra cơn bão đối đầu quân sự ở khu vực Biển Đông. Có thể thấy, phản ứng nhanh chóng của Trung Quốc ở sự kiện này khiến chúng ta có suy nghĩ rằng người Trung Quốc chỉ ăn với ngồi canh me xem Việt Nam có hành động gì không để đáp trả lại. Vậy thì cụ thể, nội dung bài viết trên tờ Tencent ngày 12 tháng 11 là gì? Nó có phản ánh đúng tình hình thực tế không? Và hành động gần như ngay lập tức liên hệ với ông chủ mới của Nhà Trắng đã cho thấy tầm lãnh đạo của Việt Nam đã nhanh nhạy như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Theo đó thì bài viết trên Tencent vào ngày 12 tháng 11 có nội dung như sau. Kể từ khi ông Trump thắng cử, chính sách đối ngoại của chính phủ mới của Mỹ đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu và chính phủ các nước. Trong lĩnh vực ngoại giao, ông Trump vẫn chưa có thái độ rõ ràng, nhưng các quan chức chính phủ của các nước đã vội vàng gọi điện cho ông. Mới đây, nước láng giềng của Trung Quốc là Việt Nam đã đi đầu trong việc lên đường với Trump. Theo báo chí Việt Nam đưa tin, nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm và ông Trump đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ cuộc bầu cử. Trong điện đàm, ông Tô Lâm chúc mừng ông Trump được bầu làm tân Tổng thống Mỹ và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy sự ổn định và phát triển lâu dài của quan hệ song phương trong tương lai. Hai bên cũng tập trung thảo luận về kinh tế, thương mại và đầu tư. Truyền thông Việt Nam chỉ ra rằng trong cuộc điện đàm, Tô Lâm đã mời ông Trump thăm lại Việt Nam. Ông Trump sẵn sàng nhận lời và mời Tô Lâm sang thăm Hoa Kỳ vào thời điểm thích hợp. Được biết, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông đã đến thăm Việt Nam hai lần. Một lần để tham dự hội nghị cấp cao hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và một lần gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam. Chưa đầy một tuần sau khi ông Trump đắc cử, Việt Nam sẵn sàng ra tay và ngay lập tức tỏ ra ưu ái Trump mời ông thăm lại Việt Nam. Từ khía cạnh này cũng có thể thấy Việt Nam rõ ràng quan tâm đến Trump. Sau khi lên nắm quyền trở lại, ông sẽ có những lo ngại về chính sách của Việt Nam trong tương lai. Trong vài tháng qua, ông Trump tiếp tục thúc đẩy các chính sách kinh tế cấp tiến của mình. Trong đó quan trọng nhất là việc áp thuế bừa bãi lên các nước trên thế giới. Điều này rất khác so với chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Một khi chính sách này được thực thi, rõ ràng Việt Nam sẽ không thể thoát khỏi đợt thế quan từ Hoa Kỳ. Trong 9 tháng qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và mức xuất siêu giữa hai nước đã lên tới mức tương đối cao là 104 tỷ đô la Mỹ. Đây chính xác điều mà ông Trump gọi là quốc gia lợi dụng Hoa Kỳ. Hơn nữa, ngay từ năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính đối với Việt Nam. Hiện nền kinh tế xuất khẩu của Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ. Trong bối cảnh này, một khi Hoa Kỳ tái áp dụng vào các biện pháp trừng phạt tài chính và áp đặt thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, tăng trưởng kinh tế của chính Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tệ hơn nữa, vào năm 2024, do ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu điện và thời tiết khắc nghiệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm xuống còn 6,2%, thấp hơn mục tiêu 7% mà chính quyền Việt Nam đặt ra. Có thể thấy trước, nếu Trump bắt đầu tái thực hiện các chính sách bảo hộ thương mại sau khi chính thức bước vào Nhà Trắng vào năm tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể giảm nhanh với tốc độ 1% trên một năm. Bị ảnh hưởng bởi điều này, những lời đề nghị của chính phủ Việt Nam với Trump đã bắt đầu từ vài tháng trước đây. Vào tháng 10, Việt Nam đã đồng ý cho tập đoàn Trump xây dựng một sân golf với trị giá là 1,5 tỷ USD. Hiện chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng mời Trump đến thăm Việt Nam với hy vọng có thể khiến ông Trump một kẻ cuồng thuế để Việt Nam đi.
đánh giá từ kết quả cuộc điện đàm, thái độ của Trump không làm Việt Nam thất vọng. Trump không vội lật ngược kết quả ngoại giao của chính quyền Biden với Việt Nam. Tuy nhiên, liệu thanh kiếm thế quan có được sử dụng đối với Việt Nam trong tương lai hay không vẫn còn là một câu hỏi. Nó phụ thuộc vào chính sách thực tế của chính quyền ông Trump trong vài năm tới. Mặt khác, lý do khiến ông Trump phản ứng tích cực với các đề nghị của Việt Nam lần này cũng có thể là để lên kế hoạch nhằm kiềm chế Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Việt Nam là nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau khi Biden nhậm chức, Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng ngoại giao với Việt Nam và nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Từ những khía cạnh này, sau khi ông Trump nhậm chức, Mỹ có thể sẽ lấy lòng Việt Nam hơn nữa và có thể một lần nữa gây ra cơn bão đối đầu quân sự ở Biển Đông. Nếu đây là tiền đề, phản ứng tích cực của Trump trước các đề nghị của Việt Nam cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với Trung Quốc, bất kỳ hành động nào trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đều đáng phải cảnh giác và Trung Quốc nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc đối đầu khác với Hoa Kỳ. Vâng, đây là toàn bộ bài viết trên trang Tencent vào ngày 12 tháng 11. Bình luận về lời mời của Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm gửi tới Tổng thống mới đắc cử Donald Trump của Mỹ. Vậy thì liệu bài viết này có phản ánh đúng tình hình với thực tế hay không? Chúng ta có thể thấy rằng cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và lời mời thăm lại Việt Nam của ông dành cho Donald Trump là điều đã xảy ra trên thực tế. Tuy nhiên, trong bài bình luận này của Trung Quốc, xung quanh sự kiện này có ý đúng cũng có những ý chưa đúng. Nếu nói về sự lo lắng về việc ông Trump đã đắc cử trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ, thì Trung Quốc mới là kẻ phải lo sợ hơn Việt Nam của chúng ta. Ai cũng biết rằng ông Trump đã mang thông điệp nước Mỹ trên hết của mình vào toàn bộ nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của mình. Và chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ tới đây, ông cũng vẫn sẽ áp dụng nó. Và Trung Quốc với vị trí là kẻ đang lăm le xoán ngôi vương của Mỹ, thì không lý nào nước này lại thoát khỏi tầm mắt của ông Trump. Mà ngược lại, có lẽ tầng lớp lãnh đạo của Trung Quốc đã và đang chuẩn bị để đón nhận những đòn mới từ ông Trump. Người Trung Quốc thì cho rằng Việt Nam đi trước để hành nhận ông Trump, hy vọng Mỹ cho Việt Nam một đường đi. Khi Việt Nam hiện xuất siêu với Mỹ và lo sợ Mỹ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và áp đặt thuế bổ sung đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Thực tế điều này là đúng, thế nhưng đây rõ ràng là một bước đi khôn khéo của Việt Nam chúng ta. Chúng ta không thể phủ nhận việc nền kinh tế của mình chịu nhiều ảnh hưởng từ Mỹ. Việc đó không có gì để phải chối khi tất cả các quốc gia trên thế giới cũng chung hoàn cảnh tương tự, không chỉ riêng gì Việt Nam. Và ngay cả những kẻ mà đang đi nói xấu chúng ta là Trung Quốc, một đất nước cho mình là cường quốc cũng đang phải chịu ảnh hưởng kinh tế lớn của Mỹ thì còn có tư cách để nói ai? Một cường quốc như Trung Quốc mà đang còn phụ thuộc Mỹ thì nước nhỏ bé như Việt Nam cũng bị ảnh hưởng là điều hết sức bình thường. Có thể nói rằng người Trung Quốc có quá thái khi lo sợ thay cho Việt Nam, nhưng số phận của họ còn khắc nghiệt hơn nhiều khi ông Trump đã từng nói sẽ áp thuế lên đến 60% hàng hóa của Trung Quốc. Thiết nghĩ bản thân mình lo còn chưa nổi mà lại đi lo hộ cho Việt Nam. Chúng ta hãy chờ xem liệu tương lai ông Trump có áp mức thuế này với Trung Quốc hay không, và lúc đó Trung Quốc sẽ xử lý như thế nào. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng tiếp tục với bài phân tích của chính mình. Theo đó thì bài viết cho rằng ông Trump phản hồi tích cực với lời mời của Việt Nam hay việc Mỹ có áp dụng thuế quan với Việt Nam hay không cũng chưa chắc chắn là do nỗ lực của Mỹ trong việc dùng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Từ nhiệm kỳ cũ của ông Trump đến hiện nay vẫn vậy, và người Trung Quốc lo sợ rằng ông Trump sẽ lấy lòng Việt Nam hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, và việc này có thể gây ra cơn bão đối đầu quân sự tại Biển Đông. Thực ra thì việc Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong việc cân bằng ảnh hưởng hay các lực lượng quân sự tại khu vực Biển Đông là điều không thể bàn cãi. Chính sách trung lập, cân bằng giữa các nước lớn đã giúp Việt Nam có được vai trò ngày càng lớn này. Mà thực ra, để Việt Nam có được vị thế cao như ngày hôm nay, chúng ta cũng phải cảm ơn Trung Quốc. Việc nước này thực thi yêu sách của mình tại khu vực Biển Đông là điều hoàn toàn xấu. Tuy nhiên, chính sự bành trướng này đã khiến những đối thủ của họ là Mỹ và các đồng minh phương Tây nhảy vào để can thiệp tại khu vực này. Và lúc này, giá trị của Việt Nam đã được nâng cao. Bởi vị trí địa chính trị quan trọng bậc nhất của Việt Nam tại Đông Nam Á, cho phép thế lực nào có được Việt Nam thì quốc gia đó sẽ nắm được toàn bộ khu vực Biển Đông cũng như là Đông Nam Á. Tuy nhiên thì cũng chính đường lối đối ngoại đúng đắn, đa phương, độc lập, tự chủ của Việt Nam lại càng khiến cho giá trị của Việt Nam ngày càng lớn hơn. Khi các cường quốc biết rõ Việt Nam không theo phe nào, chính vì vậy họ đều phải cư xử hòa nhã, phải phép với Việt Nam chúng ta. Vì nếu như quá o ép mà đẩy Việt Nam phải lựa chọn, thì việc Việt Nam đứng về phía nào cũng gây bất lợi cho chính những cường quốc đó.
Việt Nam về phía Mỹ, Trung Quốc coi như chẳng ngậm nhấm được gì ở Biển Đông, mà còn nơm nớp lo sợ an ninh biên giới. Còn Việt Nam về phía Trung Quốc thì Mỹ mất tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á, suy giảm niềm tin với các đồng minh một cách nghiêm trọng, cùng với các vị trí cường quốc hàng đầu bị đe dọa bởi Trung Quốc. Có Việt Nam thì coi như có Biển Đông và Đông Nam Á, họ sẽ phát triển như thế nào? Có lẽ người Mỹ cũng phải dùng mình khi nghĩ tới điều này. Chính vì vậy mà mối quan hệ tay ba giữa Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, đó chính là cả ba ông cùng nhìn nhau mà sống. Chừng nào Việt Nam vẫn còn trung lập thì chừng đó hòa bình yên ổn còn tồn tại tại khu vực Biển Đông cũng như Đông Nam Á. Còn không, viễn cảnh như thế nào chúng ta cũng có thể tưởng tượng được ra. Chính vì vậy mà người Trung Quốc có lẽ lo việc Mỹ và Việt Nam xích lại gần nhau là sẽ gây ra cơn bão tại khu vực Biển Đông. Bởi lẽ, ngọn nguồn từ yêu sách của Trung Quốc mà ra. Nếu như Trung Quốc không bành trướng thì Mỹ cũng không nhảy vào khu vực này. Trung Quốc không suốt ngày đi gây hấn thì Việt Nam và các nước khác cũng không tự nhiên mà đi tố cáo với Liên Hợp Quốc hay tự nhiên lại liên kết chặt chẽ với nhau để cắt đi cái gọi là đường lưỡi bò ở Biển Đông. Chính vì vậy mà người Trung Quốc không cần phải cảnh giác. Chừng nào mà Trung Quốc còn hòa nhã với Việt Nam thì Việt Nam cũng sẽ hòa nhã với họ. Còn chừng nào nổi cơn tham vọng mà cắn xé Biển Đông thì Việt Nam cũng quyên quyết không từ bỏ chủ quyền của mình. Vậy, với hành động gần như ngay lập tức liên hệ với ông chủ mới của Nhà Trắng đã cho thấy tầng lớp lãnh đạo Việt Nam đã nhanh nhẹn như thế nào. Có thể thấy, một trong những giải pháp từng giúp cho Việt Nam miễn nhiễm với kết quả của các cuộc bầu cử tổng thống của các cường quốc đó chính là chiến lược tiếp cận, nhanh nhạy ngay từ đầu để nắm bắt đường lối của đối phương ngay lập tức, từ đó mà có những chính sách kịp thời để thích nghi với chính quyền mới. Và trong lịch sử thì năm 2016, khi ông Trump đắc cử tổng thống lần đầu tiên, đây thực sự là bất ngờ đối với Việt Nam. Thế nhưng không hề bối rối, Việt Nam cũng như ngay lập tức kết nối với vị tổng thống này ngay từ những ngày đầu nhậm chức. Vì thế mà đã giúp chúng ta thích ứng, giảm thiểu nhiều tác động tiêu cực với những quyết sách của chính quyền mới của Mỹ thời gian đó, như việc họ rút khỏi Hiệp định TPP chẳng hạn. Và lần này, khi ông Trump đắc cử một lần nữa, chính phủ Việt Nam cực kỳ nhanh nhạy trong hành động của mình khi là một trong những nước liên hệ với ông đầu tiên. Mặc dù trong nhiệm kỳ trước ông Trump, ông đã cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ. Thế nhưng, thời kỳ Tổng thống Mỹ Biden, Mỹ đã loại bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách này, không có bằng chứng. Thế nhưng, nó không phải là rào cản để ngăn chính phủ Việt Nam hiện tại tiếp cận với ông Trump. Có lẽ, đối với chính phủ Việt Nam, càng có nhiều khúc mắc thì càng phải gặp gỡ để giải quyết từ sớm. Và điều này thì luôn đúng. Mặt khác, ông Trump tiếp nhận cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng được cho là một điều đặc biệt. Năm 2015, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên thăm Mỹ và Tổng thống Mỹ Obama tiếp đón ở phòng bầu dục, nơi vốn chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia chứ không phải lãnh đạo đảng chính trị. Sự kiện này khi đó được coi là sự thừa nhận từ phía Mỹ về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò nguyên thủ trên thực tế của người đứng đầu đảng này. Tuy nhiên, sự thừa nhận này dường bị đứt gãy dưới thời ông Donald Trump vào năm 2016 khi ông Trump đắc cử Tổng thống. Người điện đàm chúc mừng ông Trump là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Năm 2017, ông Trump đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ông Trump đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và có cuộc gặp xã giao với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng vào năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm chính thức tới Mỹ và được ông Trump tiếp tại phòng bầu dục. Tới năm 2019, khi tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên, ông Trump đã có cuộc hội đàm với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đó, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang kiêm nhiệm hai chức vụ là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Có thể thấy là ông Trump mới chỉ hội đàm với người đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước hoặc là Thủ tướng ở phía Việt Nam. Bước ngoặt mà người tiền nhiệm Obama xác lập giao thiệp chính thức giữa Tổng thống Mỹ và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã không được ông Trump tiếp tục. Đến thời vị Tổng thống Dân chủ kế tiếp là ông Biden, khi kênh đối thoại Tổng Bí thư đã được khôi phục, thì ngày 29 tháng 3 năm 2023, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Biden nhân dịp hai quốc gia kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Và ông Biden đến Việt Nam vào năm 2023, thì người tiếp đón và hội đàm chính thức đó là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nên cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Trump vừa qua như dự báo cách tiếp cận được điều chỉnh của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai này. Trước đó, trong chuyến đi Mỹ vào hồi tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã không gặp Phó Tổng thống Kamala Harris.
Lựa chọn này được đánh giá là để Tổng Bí thư Tô Lâm không thấy mình nghiêng về phe Dân Chủ hay Cộng Hòa ở thời điểm chưa chắc chắn chính phủ kế tiếp của Mỹ sẽ do đảng nào lãnh đạo. Và cũng như bài báo của Trung Quốc, thì tập đoàn của ông Trump sẽ phát triển dự án khách sạn Sun Gold và khu dân cư thông qua thỏa thuận hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên. Đây là công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Bắc Kinh, viết tắt là KBC, ước tính quy mô dự án này khoảng 1,5 tỷ USD. Theo biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Trump Organization tại Mỹ vào cuối tháng 9, liệu đây có phải là dự án giúp kết nối Việt Nam với chính quyền Donald Trump? Trong khi đó, Hưng Yên cũng là quê hương của Tổng Bí thư Tô Lâm và sân bay quốc tế Hà Nội là nơi gần nhất với khu nghỉ dưỡng mà Trump Organization dự định xây dựng. Không khó để nhận định rằng ông Trump sẽ thường xuyên đến Việt Nam hơn để kết hợp giữa công việc và cá nhân. Cho dù khu nghỉ dưỡng, chơi golf có thành công hay không, thì đó cũng là một động thái khôn khéo của Việt Nam và những người có ảnh hưởng để khiến Trump Organization cam kết đầu tư. Điều này giúp cho Việt Nam chúng ta giành được ảnh hưởng trong chính quyền tiếp theo của Mỹ. Đến đây thì chúng ta tự hỏi liệu có phải Tổng Bí thư Tô Lâm của chúng ta có khả năng tiên tri? Khi móc nối những sự việc này có thể thấy, Việt Nam đã dọn đường sẵn để kết nối ngoại giao với vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ Donald Trump. Qua đó có thể thấy, người Trung Quốc thực sự đang dè chừng với Việt Nam. Rõ ràng, họ lo sợ đường lối ngoại giao khôn khéo của Việt Nam ngày càng thân thiết, gắn kết với các cường quốc khác, trong đó có cả Mỹ. Đây thực sự là nỗi khiếp sợ của Trung Quốc. Dù Việt Nam trung lập, nhưng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các cường quốc đối đầu Trung Quốc rõ ràng sẽ khiến Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đe dọa sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và bài viết của Trung Quốc cũng cho chúng ta thấy Việt Nam cực kỳ nhanh nhạy trong việc tiếp cận các nhà lãnh đạo mới của Mỹ. Đây chính là hành động mà khiến Trung Quốc đứng ngồi không yên. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói rằng quan hệ với Mỹ trong dòng chảy lịch sử, Việt Nam đã từng trải qua những giai đoạn đầy biến động khi phải đối mặt với hai cường quốc lớn là Mỹ và Trung Quốc. Từng là cựu thù, cả hai quốc gia này đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong tâm thức của người Việt. Tuy nhiên, với sự khéo léo và bản lĩnh trong chính sách ngoại giao, Việt Nam đã xây dựng một thế cân bằng đầy tinh tế trong quan hệ tam giác với Mỹ và Trung Quốc. Đây không chỉ là nghệ thuật đối ngoại mà còn là chiến lược để bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh thế giới đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt. Bản chất của các cường quốc như Mỹ và cả Trung Quốc đều là đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Điều này không có gì sai bởi trong chính trị quốc tế không ai cho không ai thứ gì. Mỹ với sức mạnh kinh tế và quân sự vượt trội luôn muốn duy trì vị thế lãnh đạo toàn cầu. Trung Quốc với tham vọng trỗi dậy, không ngừng mở rộng ảnh hưởng, đặc biệt là trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cả hai đều có tính toán, đều thâm hiểm trong việc theo đuổi lợi ích của mình và thường không ngần ngại sử dụng các biện pháp chiến lược để đạt được mục tiêu đó. Do đó, Việt Nam hiểu rằng thay vì ngả về một bên, điều quan trọng nhất là duy trì sự độc lập và tự chủ, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Bài học lịch sử từ năm 1972 là một minh chứng rõ ràng. Khi Mỹ và Trung Quốc bắt tay đàm phán, Việt Nam đã trở thành một con bài trong ván cờ địa chính trị của hai cường quốc. Việt Nam hiểu rằng không thể hoàn toàn tin tưởng vào bất kỳ đối tác nào, bởi chính trị quốc tế là cuộc chơi của lợi ích và các cường quốc sẵn sàng hy sinh vì lợi ích nước nhỏ nếu điều đó phục vụ cho mục tiêu lớn hơn của họ. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách cân bằng. Quan hệ Việt-Mỹ đã có những bước tiến vượt bậc, từ cựu thù trở thành đối tác toàn diện và thậm chí là đối tác chiến lược toàn diện. Mỹ coi Việt Nam là một nhân tố quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt khi đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam luôn thận trọng, bởi Mỹ cũng không ngừng theo đuổi lợi ích riêng và có thể thay đổi chiến lược nếu tình thế yêu cầu. Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam duy trì hợp tác nhưng không ngừng cảnh giác. Trung Quốc là láng giềng lớn và là đối tác kinh tế quan trọng, nhưng cũng là quốc gia có nhiều hành động gây hấn tại Biển Đông. Những thách thức từ phía Trung Quốc đòi hỏi Việt Nam phải kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời sử dụng khéo léo các công cụ ngoại giao để xử lý các tình huống phức tạp. Quan hệ tam giác Việt-Mỹ-Trung hiện nay là một thế cân bằng chiến lược. Việt Nam không ngả về bên nào, bởi chúng ta hiểu rằng chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Khi có lợi, chúng ta hợp tác nhưng luôn đặt sự cảnh giác lên hàng đầu. Đây không chỉ là bảo vệ lợi ích dân tộc mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Trong bối cảnh ngoại giao hiện đại, việc Việt Nam mời tân Tổng thống Donald Trump thăm chính thức không nên bị xem là một động thái gây lo ngại hay là gây bất ngờ, ngay cả khi Trung Quốc có phần e dè trước sự kiện này. Thực tế, đây là một bước đi hoàn toàn bình thường trong chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam.
Việt Nam luôn khẳng định quyền mời các đối tác chiến lược thăm và làm việc bất kể đó là Mỹ, Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, miễn là điều đó phục vụ lợi ích quốc gia và sự ổn định của khu vực. Việt Nam hiểu rằng ngoại giao là nghệ thuật cân bằng giữa các mối quan hệ. Việc mời một lãnh đạo như ông Trump không chỉ là dấu hiệu củng cố quan hệ Việt-Mỹ, mà còn cho thấy chúng ta đủ bản lĩnh để duy trì sự độc lập, không chịu sức ép từ bất kỳ cường quốc nào. Hơn nữa, việc Việt Nam đã và đang mời lãnh đạo Trung Quốc thăm nước ta trong nhiều dịp khẳng định một thông điệp rõ ràng rằng quan hệ quốc tế không phải là một trò chơi chòm phe, mà là việc bảo đảm hòa bình, hợp tác và lợi ích chung. Với tư duy ngoại giao khéo léo và linh hoạt, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình, biến các chuyến thăm cấp cao thành công cụ hiệu quả để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và duy trì thế cân bằng trong bối cảnh khu vực đầy biến động. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!